Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, Chủ nhật ngày 30 tháng 10 năm 2022 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Nhiều khu dân cư ở huyện Khoai Châu dồn lực về đích nông thôn mới kiểu mẫu. Anh Nguyễn Văn Tuyên trồng hoa thu lãi 5 tỷ đồng một năm. Cưỡng chế giải tỏa 6 trường hợp vi phạm lấn chiếm đất công. Nhiều thầy cô được công nhận giáo viên giỏi bậc trung học cơ sở tỉnh Hưng Yên. Lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện trong cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, để chủ động kiểm soát tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh và ngăn chặn các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh, Ban chỉ đạo 389 tỉnh Hưng Yên ban hành kế hoạch tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh. Theo đó, yêu cầu các sở, đơn vị, thành viên Ban chỉ đạo 389 tỉnh, Ban chỉ đạo 389 các huyện, thành phố, thị xã chủ động nắm tình hình, hoạt động kinh doanh, vận chuyển, tàng trữ hàng hóa tại địa điểm, kho chứa trên địa bàn tỉnh, phối hợp tuần tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa lưu thông trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ. Chủ động phát hiện, đấu tranh ngăn chặn và xử lý kịp thời, nghiêm minh các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, mua bán, vận chuyển, tàng trữ hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Xây dựng các phương án, kế hoạch xác minh, đấu tranh ngăn chặn hiệu quả các vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại. Xác định rõ trách nhiệm của các sở ngành, lực lượng chức năng, tập thể, cá nhân để tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả diễn ra phức tạp, kéo dài hoặc để phát sinh các điểm nóng trên địa bàn mình quản lý, phụ trách nhưng không có giải pháp ngăn chặn, đấu tranh kịp thời. Xử lý nghiêm minh các tập thể, cá nhân có hành vi bao che, tiếp tay, bảo kê trong hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Thời gian thực hiện kế hoạch tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Thời gian thực hiện kế hoạch tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh từ ngày ban hành đến hết ngày 15 tháng 9 năm 2025. Nhằm thực hiện có hiệu quả phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, hiện nay nhiều khu dân cư trên địa bàn huyện Khoai Châu đang tích cực hoàn thiện các tiêu chí để được công nhận là khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Quần thể di tích đình chùa tọa lạc ngay vị trí đầu làng của thôn Bằng Nha, xã Bình Minh vừa được trùng tu tôn tạo, sửa hai mái đình, hậu cung, sơn lại toàn bộ các bức tường và san gạt khuôn viên vườn cây với tổng kinh phí trên 400 triệu đồng. Đây là số tiền nhân dân trong thôn và con em xa quê đã chung tay đóng góp để hoàn thành tiêu chí thiết chế văn hóa, một trong số ít các tiêu chí còn thiếu của thôn để được công nhận là khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Tôi là một nông dân của thôn Bằng Nha thì cũng tham gia ủng hộ công đức để xây dựng khu tâm linh, góp phần vào để hoàn thành tốt các hạng mục mà nông thôn mới kiểu mẫu. Chi bộ thì cũng ra nghị quyết triển khai tới các ban ngành đoàn thể và cũng tới như vậy là toàn thể nhân dân. Đến cái thời điểm này thì cũng đương cố gắng là nước rút để như vậy là đạt được cái cụm dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Ở thôn Đông Tảo Nam, xã Đông Tảo, chương trình xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu nhận được sự hưởng ứng tích cực của hơn 2.000 nhân khẩu trong thôn. Trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 6 năm nay, nhân dân trong thôn đã đóng góp gần 1 tỷ đồng để làm đường giao thông. Bên cạnh đó, các hộ dân thuộc xóm Thống Nhất đã đồng thuận hiến 170m² đất thổ cư để thực hiện dự án nâng cấp mở rộng đường trong tháng 11 này. Từ những năm trước, mình cũng có vận động các con mình, nếu như có xây dựng thì cũng đùi vào 2m rưỡi rồi. Vậy thì bây giờ còn bao nhiêu nữa thì mình sẵn sàng hiến để cho mở rộng ra, sau này cho tương lai con em mình sau này. Đến thời điểm hiện tại là các cái tiêu chí để mà tiến lên nông thôn mới kiểu mẫu về cơ bản là chúng tôi đã đạt và có những chỉ tiêu là vượt. Xã thì Đông Tảo giai đoạn này đang tập trung cao về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu cho thôn Đông Tảo Nam. Vì Đông Tảo Nam mà đạt được nông thôn mới kiểu mẫu thì đó cũng là một cái tiêu chí nằm chung trong cái việc xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã Đông Tảo. Hết năm 2021, huyện Khoai Châu có 5 thôn được công nhận khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Hiện nay có 9 thôn nữa đang phấn đấu về đích nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2022. 9 tháng đầu năm, tổng nguồn vốn xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Khoai Châu đạt trên 300 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn huy động từ cộng đồng dân cư đạt gần 100 tỷ đồng. Việc xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, tạo nên những miền quê đáng sống.
Sự tích cực của người dân và chính quyền các địa phương trong việc xây dựng, hoàn thiện, nâng cao các tiêu chí nông thôn mới đã và đang dần hình thành nên các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, mang vóc dáng mới, tạo sức bật để giúp huyện Khoái Châu sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu. Thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu, xã Vĩnh Cúc, huyện Văn Giang đã linh hoạt vận dụng cơ chế chính sách hỗ trợ của nhà nước và huy động sự tham gia đóng góp của nhân dân nhằm không ngừng nâng cấp hệ thống hạ tầng kinh tế xã hội. Qua đó, góp phần thay đổi diện mạo khu vực nông thôn, tạo điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao đời sống của người dân. Sau khi được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2019, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Vĩnh Cúc, huyện Văn Giang tiếp tục chung sức đồng lòng từng bước hoàn thành các tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên và liên tục, Vĩnh Cúc đã ban hành nhiều giải pháp cụ thể để từng thôn, từng khu dân cư thực hiện các tiêu chí một cách hiệu quả, phù hợp với thực tế địa phương, trong đó quan trọng các tiêu chí về môi trường, an ninh trật tự, thu nhập, hộ nghèo, đồng thời phát huy vai trò chủ thể của nhân dân để tạo đồng thuận và kiểm tra, giám sát để kịp thời tháo gỡ những khó khăn ở cơ sở. Các cái công trình thì ban giám sát cộng đồng đã giám sát thì bảo đảm là căn cứ thiết kế để mà giám sát thể hiện cái là trong cái khu dân cư là đoàn kết xây dựng là nông thôn mới. Từ năm 2021 đến nay, xã đã huy động nguồn lực được trên 100 tỷ đồng để đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng như đường giao thông, nhà văn hóa, khu thể thao, hệ thống đèn chiếu sáng, công tác vệ sinh môi trường. Qua đó góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, tạo điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao đời sống của nhân dân. Trong những năm vừa qua, thôn tôi cũng đã tiếp nhận các dự án, làm được một số những cái tuyến đường giao thông trục chính và một số các ngõ xóm thì cũng là bằng cái xã hội hóa triển khai các cái hội thì tổ chức làm những cái khu vực như là cảnh quan, trồng cây xanh hay bên ven đường. Hiện nay thu nhập bình quân đầu người của xã đạt trên 73 triệu đồng một năm. Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí chung 1,7%, 100% đường làng ngõ xóm được nhựa bê tông hóa, 95% người dân tham gia bảo hiểm y tế, 100% các hộ gia đình trong khu được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, trên địa bàn không có tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội, các loại tội phạm và tệ nạn xã hội khác được kiềm chế. Năm 2022 là chúng tôi phấn đấu là hoàn thành một số thôn là hoàn thành cái tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Trong những cái thời gian tới thì chúng tôi đã phải đầu tư một số nguồn kinh phí xây dựng cho một số cái mục tiêu của nông thôn mới nâng cao đề ra, nhất là giao thông nông thôn và một số cái cơ sở trang thiết bị phục vụ cho cái nông thôn mới nâng cao. Thời gian tới, xã Vĩnh Cúc tiếp tục tập trung rà soát điều chỉnh bổ sung quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, thôn, nông thôn mới kiểu mẫu, bảo đảm phù hợp, đồng bộ với các quy hoạch, tiếp tục huy động các nguồn lực để đầu tư, nâng cấp các công trình hạ tầng theo tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, xây dựng môi trường nông thôn xanh sạch đẹp, phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân và xây dựng nông thôn mới bền vững. Anh Nguyễn Văn Tuyên ở thôn 1 xã Xuân Quan, huyện Văn Giang được biết tới là người trồng hoa luôn tìm tòi để trồng những giống hoa cây cảnh lạ đem lại lợi nhuận cao. Với kinh nghiệm trồng hoa cây cảnh gần 20 năm, anh Nguyễn Văn Tuyên là người đầu tiên ở xã Xuân Quan trồng cây hồng ngoại. Giống cây này khi được ở đất Văn Tàng đã phát triển và được nhiều hộ trồng hoa khác học hỏi. Anh thường xuyên có những chuyến đi nước ngoài, Trung Quốc, Ấn Độ, Đài Loan, Thái Lan, những nước có đặc điểm thời tiết khí hậu giống Việt Nam. Gần đây anh Tuyên tiếp tục tìm được giống lan kiếm và mang lại nguồn thu nhập đáng kể. Anh đem giống cây lan đặc biệt này chia sẻ với các hộ trồng hoa khác tại địa phương. Hiện nay anh Tuyên có khoảng 8 vườn sản xuất hoa cây cảnh, chủ yếu là phong lan, bonsai, hồng ngoại, mỗi năm thu lãi khoảng 5 tỷ đồng. Cơ sở sản xuất của anh đã tạo việc làm cho khoảng 20 người lao động, thu nhập 10 triệu đồng trên tháng. Mới đây tại hội nghị biểu dương nông dân sản xuất tỏi toàn quốc, anh Nguyễn Văn Tuyên là nông dân duy nhất của tỉnh Hưng Yên được trao huân chương lao động hạng 3 của Chủ tịch nước. Thực hiện kế hoạch số 93 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa qua, xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ tổ chức cưỡng chế giải tỏa 6 trường hợp vi phạm lấn chiếm đất nông nghiệp, đất ao tập thể. Xã đã huy động lực lượng phương tiện máy móc tiến hành giải tỏa trường hợp hộ ông Trương Đăng Tuân ở thôn Thư Thị vi phạm xây dựng lán vẩy trên đất nông nghiệp với diện tích gần 20 m², hộ ông Nguyễn Văn Mão và ông Nguyễn Văn Sửu ở thôn Hào Xuyên đổ đất lấn chiếm gần 270 m² ao dài.
Cũng trong đợt ra quân cưỡng chế lần này, xã Tân Lập đã tuyên truyền vận động 3 trường hợp khác tại các thôn Thổ Cốc, Hào Xuyên, Nho Lâm tự giác tháo dỡ công trình vi phạm trên đất nông nghiệp với tổng diện tích gần 300 m². Việc tổ chức cưỡng chế giải tỏa dứt điểm 6 trường hợp vi phạm thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong người dân trong lĩnh vực quản lý đất đai tại địa phương. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện giải tỏa các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp theo kế hoạch 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên, thời gian qua cấp ủy chính quyền các cấp ở huyện Văn Lâm đã vào cuộc quyết liệt và có những giải pháp cụ thể nên đã mang lại hiệu quả bước đầu. Tuy nhiên tại một số địa phương việc xử lý vi phạm vẫn chưa nhất quán, dẫn đến bức xúc trong nhân dân. Phóng sự thực hiện tại xã Lạc Đạo. Vào tháng 5 năm 2022, sau khi nhận thông báo của Ủy ban Nhân dân xã Lạc Đạo yêu cầu tháo dỡ công trình vi phạm trên đất nông nghiệp, gia đình ông Trần Văn Tình ở thôn Ngọc đã chấp hành và tự động tháo dỡ gần 700 m² nhà xưởng. Tuy nhiên, ông không khỏi băn khoăn và đặt câu hỏi vì sao một số hộ hình thức vi phạm tương tự nhưng nhiều tháng nay vẫn chưa thực hiện tháo dỡ. Tại sao nhà tôi dỡ cách đây 3 tháng rồi, tại sao còn những nhà khác thì này 3 tháng rồi chưa dỡ? Tôi chỉ kiến nghị mỗi cái là Ủy ban xã huyện giải quyết đồng loạt. Cũng như hộ ông Tình, cách đây hơn 1 tháng, thực hiện thông báo của chính quyền địa phương, gia đình chị Nguyễn Thị Huyền cũng đã tự giác chấp hành tháo dỡ trên 700 m² nhà xưởng vi phạm trên đất nông nghiệp. Nhà em đã dỡ cách đây hơn 1 tháng nay rồi, thì dỡ thì cũng phải dỡ tất cả các nhà cho nó công bằng, không thì nhà dỡ nhà không thì nhiều nhà người ta tị. Trong tổng số 25 trường hợp vi phạm trên đất nông nghiệp ở xã Lạc Đạo, theo rà soát của địa phương, đến nay mới có 8 trường hợp đã tháo dỡ xong, nhiều trường hợp tháo dỡ nửa vời và chưa tháo dỡ. Đối với 25 trường hợp mà này đã có 8 trường hợp thì các trường hợp tự tháo dỡ triệt để là 100%. Họ nhận thức rõ cái việc vi phạm của họ. Còn lại 8 trường hợp nữa thì họ cũng đã và đang tháo dỡ. Để thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên tại công văn số 2040 ngày 4 tháng 8 năm 2022, xã Lạc Đạo cần tiếp tục tổ chức thực hiện quyết liệt, nghiêm túc, hiệu quả kế hoạch số 93A trong quá trình xử lý vi phạm, cần nhất quán để tránh gây bức xúc trong nhân dân. Chương trình thời sự sẽ được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Trong 9 tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên xảy ra 16 vụ cháy, so với cùng kỳ số vụ cháy, số người chết, thiệt hại tài sản giảm nhiều. Đạt được kết quả trên là nhờ các doanh nghiệp, cơ quan, hộ gia đình đều nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác phòng cháy chữa cháy. Đây là buổi diễn tập thường kỳ phương án chữa cháy cứu người cứu tài sản của chi nhánh xăng dầu Hưng Yên vừa được tổ chức. Tình huống giả định đưa ra trong quá trình nhập xăng từ xe bồn vào bể chứa tại cây xăng, do sơ suất đầu nối của đường ống dẫn xăng bị tuột khỏi họng nhập của bể chứa, xăng tràn ra ngoài tạo thành hỗn hợp hơi và gặp nguồn nhiệt nên đã gây cháy. Ngay sau khi nhận được tin báo, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã điều động lực lượng và các phương tiện cần thiết kịp thời đến hiện trường triển khai các hoạt động chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Sau một thời gian ngắn, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Buổi diễn tập đã đáp ứng cả yêu cầu về thời gian, kỹ thuật, chiến thuật. Những năm qua, chi nhánh xăng dầu Hưng Yên luôn chú trọng quan tâm tới công tác an toàn vệ sinh lao động, đặc biệt là phòng chống cháy nổ, an toàn cho người lao động và tài sản. Tôi tổ chức thường xuyên có những việc kiểm tra thường xuyên tại các cơ sở. Và đối với chi nhánh thì là tổ chức các cuộc kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất, xem tất cả các cái việc thực hiện của anh em nó có tốt hay không, hoặc các trang thiết bị tại các vị trí nó có đảm bảo hay không thì chúng tôi sẽ xử lý và thay thế kịp thời. Để duy trì tốt các hoạt động sản xuất kinh doanh trong mặt hàng may mặc của công ty, hàng năm công ty cổ phần An Khang có địa chỉ tại thôn Phương Thông, xã Phương Triều, thành phố Hưng Yên luôn quan tâm đến các hoạt động phòng cháy chữa cháy, xem đây là nhiệm vụ quan trọng đối với công ty. Công ty đã chủ động kết hợp với đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ thành lập đội phòng cháy chữa cháy tại chỗ. 100% người lao động đều tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy. Các cái trang thiết bị phòng cháy chữa cháy thì chúng tôi đặt tại các khu vực có nguy cơ cháy nổ cao nhất để khi mà có sự cố xảy ra thì tất cả các anh em hoặc là các đội hoặc công nhân cũng đều có thể xử lý dập được ngay tại chỗ.
Toàn tỉnh hiện có 8 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động với tổng số trên 500 dự án. Với tốc độ đô thị hóa, công nghiệp hóa nhanh, nhu cầu sử dụng năng lượng điện, xăng, dầu, khí đốt, hóa chất, vật liệu công nghiệp ngày càng tăng, cộng với sự biến đổi khí hậu, tác động của môi trường, diễn biến bất thường của thời tiết, làm cho nguy cơ cháy nổ trên địa bàn tỉnh ngày càng cao. Để làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở doanh nghiệp thì bản thân các doanh nghiệp phải nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy. Bên cạnh đó, các cơ sở doanh nghiệp cần làm tốt công tác 4 tại chỗ, chủ động cho việc chữa cháy ban đầu để không những làm giảm thiệt hại cho doanh nghiệp mà việc chữa cháy của lực lượng chức năng cũng sẽ bớt khó khăn hơn. Vừa qua tại trường Trung học cơ sở Phạm Huy Thông và trường Trung học cơ sở Đặng Lễ, huyện Ân Thi, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi trung học cơ sở cấp tỉnh. Hội thi có 56 giáo viên trung học cơ sở tham dự ở 4 bộ môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và Giáo dục công dân. Đây là những giáo viên xuất sắc đã được lựa chọn từ hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện, thị xã, thành phố. Tham dự hội thi, các giáo viên phải trải qua hai nội dung là thi giảng dạy và trình bày biện pháp, góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy tại đơn vị. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao danh hiệu giáo viên dạy giỏi trung học cơ sở cấp tỉnh cho 52 giáo viên hoàn thành tốt các phần thi, trong đó môn Toán có 16 giáo viên, môn Ngữ văn có 19 giáo viên, môn Tiếng Anh có 10 giáo viên và môn Giáo dục công dân có 7 giáo viên. Nhằm kịp thời động viên các em học sinh đạt thành tích cao trong học tập, sáng nay, huyện Kim Động tổ chức gặp mặt tuyên dương học sinh đỗ đại học tiêu biểu năm 2022 và khen thưởng học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Trong năm học vừa qua, toàn huyện có hơn 550 học sinh đỗ đại học, trong đó có gần 190 em học sinh có tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 24 điểm trở lên. Các trường có tỷ lệ học sinh trúng tuyển đại học đạt cao như Trung học Phổ thông Kim Động có 195 em, Trung học Phổ thông Đức Hợp có 189 em, Trung học Phổ thông Nghĩa Dân 124 em. Một số em trúng tuyển đại học với số điểm trên 28 điểm, tiêu biểu như em Vũ Ngọc Ánh, Đào Văn Chiến, trường Trung học Phổ thông Đức Hợp, em Trần Cẩm Linh, trường Trung học Phổ thông Kim Động. Tại hội nghị, huyện Kim Động vinh danh khen thưởng 61 em học sinh đỗ đại học tiêu biểu với số điểm đạt từ 26 điểm trở lên, đồng thời 80 học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, được Hội khuyến học tỉnh, Hội khuyến học huyện và một số đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện biểu dương khen thưởng. Thời gian qua, phong trào hiến máu tình nguyện đã lan tỏa sâu rộng và thu hút đông đảo người dân trong tỉnh tham gia hưởng ứng. Qua đó, không chỉ giúp tăng lượng máu dự trữ đáp ứng nhu cầu công tác cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế, mà còn nhân lên những giá trị nhân văn tốt đẹp. Bằng việc đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền vận động phong phú đa dạng, nên nhận thức của người dân về hiến máu tình nguyện ngày càng được nâng lên. Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các cấp trong tỉnh đã làm tốt công tác xây dựng các câu lạc bộ với đội ngũ tình nguyện viên, vừa là lực lượng nòng cốt trong các cuộc vận động hiến máu nhân đạo, vừa sẵn sàng tiếp ứng tham gia hiến máu đột xuất cứu người trong những tình huống khẩn cấp. Toàn tỉnh xây dựng và phát triển được 5 câu lạc bộ hiến máu tình nguyện, thu hút trên 1.000 thành viên. Từ đầu năm 2022 đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức được 43 cuộc hiến máu tình nguyện, tiếp nhận được gần 15.000 đơn vị máu. Với nhiều tấm gương tiêu biểu tích cực tham gia phong trào hiến máu như anh Nguyễn Văn Khánh, xã Long Hương, huyện Văn Giang với 75 lần hiến máu, anh Nguyễn Thế Hoàng, Nguyễn Văn Tỉnh, xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu với 42 lần hiến máu. Tôi thấy việc hiến máu này rất là ý nghĩa, bởi vì là máu thì có thể chờ người bệnh nhưng mà người bệnh thì lại không thể chờ máu được. Cho nên là khi mà có đủ điều kiện và sắp xếp được thời gian, tôi sẽ chủ động là đi hiến máu luôn ngay khi mà mình có thể. Sáng nay, Hội đồng An tộc Việt Nam tổ chức đại lễ khánh thành nhà thờ họ An Việt Nam ở thôn Dung, xã Hưng Đạo, huyện Tiên Lữ. Dòng họ An Việt Nam có lịch sử lâu đời, chủ yếu ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, ở các tỉnh Hưng Yên, Ninh Bình, Hà Nam, Nam Định, Hải Dương, Bắc Ninh và Thanh Hóa. Năm 2003 đã thành lập được ban liên lạc và người đại diện dòng họ An. Sau gần 2 năm thi công, nhà thờ họ An Việt Nam được khánh thành đã mang ý nghĩa sâu sắc, đánh dấu một mốc quan trọng đối với dòng họ. Lễ khánh thành quy tụ được con cháu dòng họ từ khắp mọi miền tổ quốc về tham dự. Công trình có kiến trúc độc đáo với 9 tầng, mang ý nghĩa vĩnh cửu trường tồn của dòng họ. Cổng chính là Vĩnh An, cổng phải đặt tên là Tâm, cổng trái đặt tên là Đức. Nhà thờ họ An Việt Nam thờ Đức Khởi Tổ, các vị thủy tổ họ An và trời Phật Thánh Thần. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 29 tháng 10 đã diễn ra vòng đấu cuối cùng của giải hạng nhất quốc gia. Trên sân nhà PVF, câu lạc bộ Phú Hiến đã giành chiến thắng 2-1 trước câu lạc bộ Phú Đồng. Hai bàn thắng của câu lạc bộ Phú Hiến được ghi trong hiệp 1 đều từ những pha đá vào lưới nhà của cầu thủ Văn Thủy và Quốc Trung bên phía câu lạc bộ Phú Đồng. Sang hiệp 2, đội khách câu lạc bộ Phú Đồng
có bàn thắng rút ngắn tỷ số do công của tiền đạo Tuấn Hiệp ở phút thứ 76. Kết thúc trận đấu với thắng lợi 2-1, câu lạc bộ Phú Hiến có 38 điểm sau 22 vòng đấu tại giải hạng nhất quốc gia, xếp ở vị trí thứ 5 chung cuộc. Hai suất liên hạng thuộc về câu lạc bộ Công an Nhân dân và câu lạc bộ Khánh Hòa. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự trong tỉnh của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên các nền tảng số của đài như ứng dụng di động Hưng Yên TV Go, trên website tại địa chỉ hungyentv.vn, trang fanpage tin tức Hưng Yên 24/7 HITV, kênh YouTube Truyền hình Hưng Yên HITV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.